không nên để ý đến pháp bất thiện. Thiền tông Lục Tổ Huệ Năng đại sư trong đàn kim nói với chúng ta, nếu là người chân thật tu hành thì không nhìn thấy lỗi thế gian. Không nhìn thấy lỗi thế gian là nhìn thiện. Người thế gian có lỗi lầm không? Không có. Hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy việc đều không có lỗi lầm. Lời nói này là thật, không phải là giả. Lỗ Bích đại sư trong Linh Phong Tâm Luận cũng đã nói rất nhiều. Ngài nói cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta nói hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy việc, hai chữ cảnh duyên này đã bao gồm hết vào trong đó rồi. Ở trong này không có thiện và ác, không có tốt xấu. Quả thật là thanh tịnh, là bình đẳng. Tốt xấu tại tâm ta, tốt xấu thiện ác từ đâu mà có vậy? Là do từ tâm chúng ta khởi lên. Chúng ta cho rằng họ tốt, cho rằng họ xấu, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Cho nên nếu như chính mình buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thế giới này tốt đẹp rồi. Thế giới này là nhất chân pháp giới, thế giới này là thế giới cực lạc. Vốn dĩ là nhất chân pháp giới, vốn dĩ là thế giới cực lạc, biến thành như thế này đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình tạo tác. Thân thể này của chúng ta vốn dĩ là thân kim cang bất hoại. Tại vì sao lại biến thành ra hình dạng thế này? Là do trong tâm hoàn toàn đang chứa đựng tham sân si mạn, thị phi nhân ngã, cho nên nó biến thành ra như thế này. Người đời trước không có ai dạy bảo nên có thể thông cảm. Bản thân họ không biết, ngày nay Phật đã nói rất rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy cho chúng ta. Chúng ta nghe hiểu rồi, tin tưởng rồi thì nên buông xuống vạn duyên, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, hồi phục cuộc sống của nhất chân pháp giới. Bạn nói xem điều này mỹ mãn biết bao, tự tại biết bao, hạnh phúc biết bao. Chữ nhìn thiện ở đây chính là Phật dạy bảo chúng ta quán sát hết thảy thiện pháp, nhất định không nên quán sát hết thảy ác pháp. Phải hồi đầu từ căn bản này. Hành thiện là hành vi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi làm việc, xử sự, đãi người, tiếp vật đều ở trong chữ hành này. Một ngày bạn có thể làm 3 việc thiện thì trong 3 năm, điều này là nói tích công lũy đức, trời ắt ban phước cho. Hết thảy những tai họa đều được tiêu trừ. Nhà Phật thường nói tiêu nghiệp chướng, nghiệp chướng thật sự là tiêu rồi. Phước đức hiện tiền, trí huệ hiện tiền. Chúng ta cần phải lên học tập. Các vị đồng học, xin mời xem cảm ứng thiên đoạn cuối cùng. Do vậy người khác tường nói lời lành, nhìn điều lành, làm điều lành. Mỗi ngày có 3 điều lành thì 3 năm trời ắt sẽ ban phước cho. Hôm qua chúng ta đã nói đến câu này, hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến câu tiếp theo. Còn kẻ ác nói lời ác, xem điều ác, làm điều ác, mỗi ngày có 3 điều ác, 3 năm
trời ắt sẽ giáng họa. Đến đây là một câu. Câu cuối cùng là nhầm tổng nhan. Sao không cố gắng thi hành để thay? Tổng kết, các hung họa phước là do chính bản thân mình tạo ra, nhất định không có sự chi phối của quỷ thần, cũng nhất định không phải là do thượng đế, thiên đế chi phối, lại càng không có liên quan gì đến Phật Bồ Tát, mà hoàn toàn là do bản thân mình tạo tác.